iOS 17.1 chính thức đã ra mắt một thời gian rồi, thì trong video này thì mình sẽ chia sẻ lại một vài cái trải nghiệm của mình sau vài ngày sử dụng cái phiên bản mới đó trên chiếc iPhone 15 Pro này. Nó sẽ có những tính năng mới nào cũng như là hiệu năng và pin ra sao. Mời các bạn nhé. Thì trước khi mà mình chia sẻ về pin như thế nào, performance như thế nào khi mà lên iOS 17.1 thì mình sẽ chia sẻ một vài cái tính năng mới đáng chú ý. Chỉ là đáng chú ý hơn nha, tại vì mình biết rằng cái phiên bản này có khá là nhiều cái cập nhật mới, thì mình chỉ chia sẻ một vài cái tiêu biểu mà thôi. Cái tính năng đầu tiên mà thấy khá là hay đó chính là cái hình nền ngoài màn hình khóa các bạn. Thì cái mục Photo Shopper, tức là nó sẽ lấy những cái ảnh ngẫu nhiên theo chủ đề trong thư viện ảnh của chúng ta. Đó, ví dụ như là thành đô thị hay là thiên nhiên như nè, đó đúng không? Thì bây giờ lên iOS 17.1 nó sẽ có thêm một cái mục là album, tức là chúng ta vẫn có thể chọn những bức ảnh ngẫu nhiên từ những cái album ảnh của chúng ta đó để mà có thể hiển thị trên đây, khá là hay. Đó, thì dĩ nhiên chúng ta vẫn sẽ có những cái tùy chọn như là hiển thị hình ảnh thay đổi theo giờ nè, theo ngày nè, hoặc là mỗi lần chúng ta khóa máy nó sẽ thay đổi, hay là chúng ta chạm nó sẽ thay đổi đó. Thì có thêm cái album này khá là hay. Bạn nào ví dụ như lưu ảnh vợ, lưu ảnh người yêu thì hiển thị ở đây luôn. Ok, cái tính năng tiếp theo đó chính là cái mục Standby. Chắc hẳn các bạn đã quen thuộc với lại tính năng Standby trên iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro rồi. Thì trong một cài đặt đó chúng ta chọn Standby, thì bây giờ nó sẽ thêm một cái phần nữa, đó chính là cái màn hình nó sẽ tự tắt đi theo tự động. Khi mà chúng ta chạm vào điện thoại thì nó mới hiển thị Standby. Hoặc là chúng ta sẽ có cái tùy chọn là sẽ không bao giờ tắt cái màn hình khi mà ở chế độ Standby này, hoặc là sẽ sau mỗi 20 giây. Đó, nói chung là tùy mỗi người. Có thêm cái này cũng khá là hay. Ví dụ như mình sẽ để cho nó tự động, khi mà mình đi ngủ thì màn hình nó sẽ tối. Ví dụ đêm đến nên mình cần cái gì đó thì mình đụng nhẹ vào thôi thì nó sẽ hiển thị Standby lên. Ok, iOS 17.1 đã cập nhật thêm một cái tính năng, đó chính là cái nút Action này nè. Trên iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, nó sẽ đủ hiểu khi mà ví dụ chiếc iPhone này nằm trong túi của mình. Và nếu như mình gán cái nút Action Button này, nó là một cái tác vụ liên quan đến mở đèn pin nè, liên quan đến mở camera nè, hay là những cái tính năng khác á, thì nó sẽ không có hoạt động khi mà ở trong túi của mình, để mà tránh cho những cái trường hợp mà chúng ta để cái này vào túi quần, chúng ta chạm nhầm vào nút Action Button. Ví dụ các bạn có thể hình dung rằng tự nhiên chúng ta để iPhone trong túi và bấm nhầm cái nút này thôi, thì nó sẽ kích hoạt đèn pin, kích hoạt Siri, kích hoạt camera chẳng hạn, thì khá là phiền đúng không? Đó, cho nên rằng là bây giờ iPhone đã đủ hiểu khi mà nằm trong túi nó sẽ vô hiệu hóa những tính năng đó. Chỉ trừ cái tính năng là mở silent mà thôi, để mà cho chúng ta có thể chủ động silent máy hoặc là mở âm thanh như bình thường. Đó, còn lại những cái tính năng khác thì chúng ta sẽ không làm được khi mà ở trong túi quần. Mình thấy cái này cũng khá là hay. Ok, thì sau khi lên iOS 17.1 thì nếu như các bạn nghe nhạc Apple Music mà ở ngoài màn hình khóa như này nè, thì chúng ta sẽ có thêm một cái tùy chọn là đưa cái bài hát đó vào một ưa thích luôn. Ví dụ bấm vô dấu sao ở đây. Đó, thì cái việc mà đưa nhanh những bài hát vào một ưa thích như vậy á, thì để mà cái thuật toán Apple Music nó sẽ học theo. Sau này nó mà có chơi nhạc random á, thì nó sẽ dựa vào cái gu âm nhạc của các bạn, dựa vào cái sở thích của các bạn về cái thể loại nhạc mà các bạn đưa vào một ưa thích này. Đó, nói chung rằng là cái này cũng thấy cũng bình thường, nhưng mà có thêm cái này cũng khá là hay để mà cho chúng ta có thể cập nhật thêm những cái thuật toán mới cho Apple Music. Đối lại những chiếc iPhone mà có Dynamic Island á, ví dụ như mình đang mở đèn pin nè, thì nó sẽ hiển thị thêm một cái icon đèn pin đó. Nhưng mà nếu như chúng ta chạm vào thì chúng ta sẽ có cái việc là tắt nhanh đèn pin bằng thao tác chạm thôi. Đó, đèn pin tắt rồi ha. Nè, mình thử lại nè, ví dụ mình đang mở đèn pin đúng không, thì những iPhone có Dynamic Island như là 14 Pro, 15, 15 Pro đó, nó sẽ hiển thị trên đây. Và nếu như các bạn muốn tắt đèn pin thì bấm đây, tắt đó. Ok, về sửa lỗi thì trên iOS 17.1 có sửa một số lỗi như sau. Ví dụ như là trước đây nếu như chúng ta chọn vào cái mục sạc pin đến 80% thôi á, thì iPhone sẽ gặp lỗi rằng là đôi khi nó sẽ sạc hơn mức 80% luôn. Cho nên rằng bây giờ iOS 17.1 đã sửa lỗi này rồi. Nếu như các bạn nào mà quan tâm nhiều về pin, nó không muốn sạc lên 100% á, và nếu các bạn chọn cái tùy chọn này thì nó sẽ dần đúng 80% cho các bạn, sẽ không có cái tình trạng mà nó sạc vượt mức này. Đó là một cái lỗi sửa. Cái thứ hai đó chính là cái tính năng Crash Detection, cái tính năng mà nhận biết mà tai nạn xe á, thì nó sẽ báo chính xác hơn, tức là nó sẽ không báo nhầm nữa. Đó, cho những cái trường hợp mà nếu như các bạn chơi những cái môn thể thao vận động mạnh thì đôi khi iPhone 14 trở lên nó sẽ nhận nhầm cái tính năng này. Đó, thì Apple sẽ đã sửa lỗi đó rồi. Và cũng như Apple sửa lỗi thêm là bàn phím trên iPhone nó sẽ gõ ổn định hơn. Đó, nói chung là trong thời gian qua mình sử dụng thì chưa có gặp lỗi bàn phím nào cả. Và những cái lỗi khác mình thấy vẫn còn một cái lỗi duy nhất, đó chính là nếu như mình đang mở âm lượng và nếu như mình
tắt đột ngột như này thì đôi khi mình bấm nó vẫn còn một xíu âm lượng, nó không tắt hẳn. Thì không biết bạn nào bị giống mình hay không. Nhưng đó là cái lỗi mà mình gặp phải trên iPhone của mình. Và tiếp theo đó chính là về phần hiệu năng á, thì trên chiếc iPhone 15 Pro này của mình, sau khi mình đã cập nhật lên iOS 17.1 thì mình có đo thử về CPU. Thì chủ yếu là nó thay đổi nhiều CPU đúng không? Thì các bạn hãy xem cái điểm Geekbench 6 ở đây. Thì mình đã tổng hợp một số cái phiên bản iOS 17 trước đó so với lại 17.1. Thì hầu như rằng là cập nhật lên iOS 17.1 này không có thay đổi gì về mặt hiệu năng cả. Đó, thì mình hy vọng rằng sắp tới bọn mình sẽ có một chiếc máy iPhone cũ lên iOS 17.1 để có mà có thể đánh giá kỹ hơn về hiệu năng. Còn hiện tại thì mình tin rằng những chiếc máy đời mới bây giờ như là từ iPhone 12 trở lên thì các bạn cứ vô tư cập nhật mà không phải lo lắng về hiệu năng. Đó, còn về pin, pin là một điểm mình khá là ấn tượng trên iOS 17.1. Đó chính là khi mà mình sử dụng hỗn hợp các cái nhu cầu từ lướt TikTok, mạng xã hội, nghe nhạc, xem YouTube, chơi game các kiểu thì nó đạt vào khoảng hơn 7 giờ on screen, hơn 7 tiếng, đây là một cái mức pin rất là tốt. Đó, và cụ thể hơn khi mà mình rút sạc vào mỗi sáng 100% pin á, thì đến 5 giờ chiều ngày hôm sau, sau một hồi những cái tác vụ sử dụng hỗn hợp đó thì pin của mình vẫn còn hơn 40% để mà mình có thể tối mình đi chơi chụp ảnh các kiểu và đêm về mình mới sạc. Thì mình khá là ấn tượng về cái mức pin trên iOS 17.1 chính thức này. Và các bạn đừng quên rằng iOS 17.1 vẫn có thể hỗ trợ cho iPhone XS và iPhone XR trở lên, cho nên các bạn vẫn có thể cân nhắc để mà cập nhật tiếp. Đó, thì tóm lại thì theo như những cái trải nghiệm của mình về những cái tính năng mới và cũng như những cái trải nghiệm về hiệu năng và pin, thì mình thấy rằng đây là vẫn là một cái phiên bản cập nhật chính thức nên lên nha các bạn, nên update nha. Thì mình thấy rằng là rất hiếm khi nào mà những bản cập nhật iOS chính thức nó có một cái lỗi nghiêm trọng để mà chúng ta không nên lên. Cho nên ở thời điểm hiện tại thì phiên bản này vẫn ở mức ổn định để mà cho các bạn có thể cân nhắc. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Bye. Thế giới di động đang có chương trình mở bán đặc biệt Samsung Galaxy A05 và A05s với giá rẻ quá, chỉ từ 3.090.000 đồng mà thôi. Với nhiều phần quà hấp dẫn, bọn mình sẽ để link ở bên dưới nhé. Và ngoài ra Galaxy M54 vừa mới ra mắt với một viên pin khủng lên đến 6.000 mAh và thiết kế rất là đẹp, với lại hiệu năng Exynos 1380 vượt trội. Bọn mình sẽ để link ở bên dưới luôn nhé.